Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Clickbait Channel. Và sau cái thành công vang dội của dòng Apple Watch Series 1 thì mới đây Sun Store mới về thêm Apple Watch Series 3 với mức giá cực kỳ rẻ và hứa hẹn nó sẽ tạo nên cơn sốt trên thị trường. Và chi tiết cụ thể như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Đây thì mình đang có những cái mẫu Apple Watch Series 3. Đây đều là những chiếc máy siêu lướt mới chỉ kích hoạt thời gian rất ngắn thôi. Mình sẽ check thử cho bạn xem. Đây. Đối với cái Series 3 này thì đầy đủ luôn cả phụ kiện. Và phụ kiện này là phụ kiện zin các bạn nhé. Chứ không phải như ngoài thị trường kia bán mấy cái phụ kiện dây ngoài. Đấy, dây zin này, củ sạc vẫn là zin này. Đầy đủ luôn. Đấy, dây là dây 3 mảnh nhé. Phù hợp với cả bạn tay to hay tay nhỏ. Đây, mình sẽ check email đây này. Mình đã check trước cho các bạn xem. Đây, GZCZZGR0Z5WI. Đấy. Đây, thời gian bảo hành này lên tới là 26 tháng 2 năm 2021. Và bây giờ mới là tháng 4 thôi. Chúng ta còn tận 10 tháng bảo hành nữa. Thì tức là chúng ta gần như là mua một chiếc máy mới cứng luôn. Hình thức bên ngoài không có một vết xước nào. Không có một vết xước nào mà lại còn đầy đủ phụ kiện này mà giá chỉ có hơn 4 triệu. Trong khi đó nếu như các bạn mua hàng chính hãng ấy, thì mức giá của nó lên tới là hơn 6 triệu. Tiết kiệm luôn là lên tới gần 2 triệu. Quá trời là ngon. Phiên bản nhôm 42mm này cũng tương tự như vậy. Chúng ta cũng sẽ có tùy chọn màu trắng hoặc là màu đen nhé. Cái này bạn viết ngoài viết thường đều được, còn phần dưới này thì bạn sẽ bắt buộc viết cái chữ của tôi nhé. Đó, ra luôn Apple Watch Series 3 nhôm 42mm. À, bảo hành tận 25 tháng 3 năm 2021. Úi trời ơi, tức là mới kích hoạt có đâu đó hơn 10 ngày ở thời điểm hiện tại mình làm video. Thì đây có thể coi là một chiếc máy mới cứng cựa luôn các bạn ạ. Không có một vết xước nào, chất lượng rất ok. Chúng ta đi kèm đó chính là dây 3 mảnh và cả củ sạc luôn, à cả cái cáp sạc. Đấy. Và các bạn có thể để ý là tại sao mình lại để một bên là có đầy đủ hộp, một bên lại ở ngoài này không? Thì đơn giản đó chính là mình muốn đa dạng lựa chọn cho các bạn. Để mà tối ưu nhất thì các bạn có thể lựa chọn cái kiểu là như này, đầy đủ dây đeo, dây sạc. Và mình tặng bạn một cái hộp để các bạn đựng. Đây, đựng như này. Đấy. Nó hơi thô một chút, nhưng mà mình dùng thì mình quan trọng gì, bên trong mình vẫn đựng được cái đồng hồ cho bạn. Đấy, để như này. Còn tiếp theo, muốn nó đẹp hơn một chút để các bạn tặng quà ấy, hoặc là về kiểu phải khoe tí ấy, thì lựa chọn cái hộp này thêm một chút, thêm 150.000. Còn tôi tuyệt vời nhất thì bạn có thể lựa chọn cái hộp zin. Hộp zin như này, trùng email luôn các bạn nhé, trùng email với lại cái phần thân luôn, zin đẹp đẹp đẹp, tất cả là như mới luôn. Đóng siêu vào thì gọi là đây là hàng mua mới cứng thì cũng hãy tin. Đấy. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn nó như thế nào. Và ngoài ra ấy, thậm chí là mình sẽ linh động hơn cho các bạn. Nếu như các bạn mà lấy những cái dây mà dây ngoài, nếu mà bạn muốn là tiết kiệm chi phí hơn thì bạn đổi cái dây zin này cho mình, lấy những cái dây kiểu cao su ngoài như này, thì mình cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn là bách là thê, trừ đi 200.000. Đấy. Hay là bạn mà có dây sạc rồi, bạn đã mua bên mình rồi mà có dây sạc rồi, bạn muốn để lại dây sạc thì mình cũng trừ luôn cho bạn là 350.000 so với mức giá niêm yết. Đấy. Nên là đây là một trong những cái cơ chế rất là linh động để các bạn có thể là zin ngay một chiếc Apple Watch Series 3. Trải nghiệm ở thời điểm 2020 này nó vẫn còn rất tốt, hiệu năng trải nghiệm ok, tại vì là ngay cả chiếc Series 1 này vẫn còn bán rất chạy, người dùng vẫn còn tin tưởng sử dụng. Thì việc chúng ta lựa chọn Apple Watch Series 3 để sử dụng trong thời gian dài vẫn là một trong những lựa chọn rất tốt. Đặc biệt đó chính là mức giá của nó quá trời hấp dẫn. Chỉ loanh quanh vào khoảng là 4 triệu đã có Apple Watch Series 3 rồi thì quá ư là tuyệt vời luôn. Còn bây giờ
chỉ còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả để chúng ta có thể zing một chiếc Apple Watch Series 3 hình thức như là mới, đét đẹp đẹp nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!